nền văn minh thời tiền sử với Dramatic Era. Mới đây, nhà phát hành Funtap chia sẻ thông tin một số dự án mới sắp ra mắt trong tháng 4 này. Theo đó, Dramatic Era Funtap là một trò chơi chiến lược SLG trên thiết bị di động, lấy bối cảnh 10.000 năm trước công nguyên, khi mà trái đất vẫn còn là thời kỳ đồ đá, người nguyên thủy sống trong các hang hốc để tránh thú dữ. Để có thể phát triển tiến hóa lên những thời kỳ văn minh hơn, bạn phải trở thành một thủ lĩnh dẫn dắt bộ tộc người sơ khai của bạn, vượt qua thời kỳ hỗn loạn và đầy nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người. Là trưởng làng, bạn sẽ chịu trách nhiệm về sự phát triển phòng thủ sức mạnh quân đội. Bộ tộc từ những bước sơ khai nhất, người chơi sẽ phải sống sót bằng cách săn lùng và thuần hóa những sinh vật hoang dã xung quanh vùng đất của bạn. Biến những con thú có răng sắc nhọn kỳ quái này thành công cụ của cuộc săn, dần dần tiến hóa lên thành nền văn minh mới. Sau đó bạn cần xây dựng một đội quân vững chắc để bảo vệ ngôi làng khỏi quân xâm lược, trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách huấn luyện các quân đội, nhận và nâng cấp anh hùng, nghiên cứu thiết lập đồn trú và tăng khả năng lưu trữ. Dẫn của truyền thuyết đồng bằng vạn năm tiền sử còn tới từ nền đồ họa 2.5D sắc nét và độc đáo, đưa chúng ta xuyên không về hàng triệu năm trước. Ngoài ra, giao diện màn hình dọc gọn nhẹ chắc chắn sẽ biến tựa game này trở thành một lựa chọn hoàn hảo để anh em game thủ giải trí trong thời gian ngắn. Game có 15 hệ thống nhân vật phân chia tỉ mỉ, thiết kế anh hùng đa dạng. Binh chủng gồm bộ binh, kỵ binh, cung binh, giả thú mô phỏng hình ảnh thực tế từ tự nhiên. Cảnh quan công trình cũng dựa trên các nguyên mẫu của các ngôi nhà trong lịch sử với kiến trúc đá tảng, gia thú. Hiện tại nhà phát hành Funtap vẫn chưa tiết lộ thêm gì, ngoài việc công bố tựa game Dramatic Era Funtap sẽ được phát hành vào cuối tháng 4 này.